Thì theo phong tục á, ngày Tết chúng ta thường chúc tụng cho nhau bằng một cái hồng bao. Hồng bao tức là cái bao đỏ đỏ này nè. Thì chúng ta thường dùng cái chữ là lì xì. Lì xì đó là mình phát âm theo tiếng Hoa, bởi vì cái nguồn gốc, cái truyền thống này là xuất phát từ Trung Quốc xưa rồi. Thì bây giờ á, thì chúng ta cũng vẫn dùng cái từ lì xì. Và cái chữ lì xì đó nó phát âm như vậy, và nó từ cái nghĩa của chữ lợi thị. Chữ lợi á, có nghĩa là làm lợi cho cái người đó, thấy không? Còn cái chữ thị á, là một cái kế hoạch. Thí dụ như mình nhận cái tiền này, đó là lợi, và chúng ta sẽ có một kế hoạch để dùng cái tiền này để mang lợi ích cho mình và cho người. Vì vậy mà người xưa đã dùng cái chữ lì xì, mà mình nếu mình nói theo tiếng âm Hán đó là lợi thị. Lì là lợi, xì là thị, lì xì là lợi thị. Ví dụ như là mình dùng nó thích nghi, thuận lợi thì gọi là lợi. Mà mình có một cái kế hoạch để thuận tiện, để thực hiện cho một cách tốt đẹp thì cái đó gọi là thị. Vậy thì khi mà chúng ta có nhiều lúc chúng ta mang ơn ai đó, mà nếu chúng ta đưa tiền liền lúc đó nó không có tiện. Tại vì cái người đó giúp mình không phải vì vấn đề tiền bạc. Nhưng mà mình đã nhận cái ơn mà mình cũng muốn bày tỏ một chút xíu gì đó, thì thường thường chúng ta không có đưa liền lúc đó, và chúng ta đợi cái dịp, những cái dịp lễ, chúng ta gói một món quà để chúng ta gửi lại, để nói lên cái lòng biết ơn của mình đối với người đó. Thì cái bao lì xì này, những cái trường hợp khác thì chúng ta gọi là hồng bao, thấy không? Những cái dịp khác chúng ta gọi là hồng bao, nhưng mà đặc biệt ngày Tết thì chúng ta gọi là lì xì. Tức là ai cũng có thể lì xì cho nhau hết. Người nhỏ cũng có thể lì xì người lớn, à, người lớn cũng có thể lì xì cho người nhỏ. Và thường thường á, thì người đặc biệt là người lớn lại càng chuẩn bị nhiều hơn. Tại vì mình sẽ gặp rất nhiều người nhỏ tới chúc Tết cho mình, và chúc Tết xong thì mình muốn lì xì lại. Và đặc biệt là con cái cũng chuẩn bị một cái hồng bao để lì xì lại cho cha mẹ. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng không nói là con lì xì ba mẹ, thì đa phần thì mình nói khiêm tốn hơn, mình nói là con có một cái hồng bao gửi ba mẹ nhân dịp đầu năm, thí dụ vậy. Thì thật sự ra chữ hồng bao thì nó cũng ở trong bao đỏ, mà cái quan trọng là ở trong đó, chứ còn bao lớn bao nhỏ không có sao. Bao cũ bao mới gì cũng được, quan trọng trong này đó. Mở ra nó có lợi thiệt á. Thì cái chữ lì xì á, là từ cái chữ mình âm lại là chữ lợi thị. Thì Pháp Hòa giải thích đơn giản như vậy để cho đại chúng hiểu là cái chữ lì xì này nó từ đâu ra, và cái phong tục này là chúng ta tiếp nhận từ cái truyền thống của Trung Hoa. Và ngày xưa người ta, thí dụ như là đám tang, mình đi đến cái đám tang á, mình thăm viếng xong thì thông thường theo cái lệ của người Hoa đó, thì người ta để trong một cái bao thơ á, một cục kẹo ra một đồng, có khi thì 25 xu, và trong đó có một sợi chỉ đỏ. Thì tại sao người ta phải làm như vậy? Bởi vì khi mình đến với người ta thì chúng ta gọi là chia buồn. Mà buồn là cái khổ, là cái đắng. Mình tới mình chia cái đắng với người ta, thì người ta phải bày tỏ cái lòng cảm kích đó bằng cách là người ta chia lại mình cái miếng ngọt, cho nên người ta chia cục kẹo. Hiểu ý không? Cục kẹo đó là tượng trưng cho cái ngọt. Vì vậy mà chúng ta cũng có cái lệ là ngày Tết chúng ta ăn mứt. Tất cả những cái món, thí dụ như là bí bí đao, khoai lang, cà rốt, sen, tất cả đều đem ngào lên để cho nó thành ra một miếng thịt, một miếng mứt. Mà và tiếng mứt thì có nghĩa là cái gì mà mình sơn lâu rồi nó quện đường ở trong đó, ăn nó ngọt. Tại sao ngày Tết phải ăn cái đó?
Ngày thường mình không ăn. Bởi vì đầu năm là chúng ta muốn cái gì nó cũng phải bắt đầu bằng một sự ngọt ngào. Cho nên ngày Tết chúng ta đãi nhau một miếng mứt. Có nhiều khi không ai đãi, tự mở ra ăn cũng có. Tức là chúng ta muốn ăn cái ngọt. Không ai đãi mình hết á, nhưng mà tự mình mua về. Mua ở Việt Nam mình có thèo lèo với cước chuột á. Mà hễ mình khoái ăn thèo lèo là cứ ăn thèo lèo trừ cước chuột là đãi. Thì thưa đại chúng là tất cả những cái miếng ăn mà đầu năm á, nó ngọt. Để làm gì? Để tượng trưng là mình cũng cầu chúc cho mình và cho người đầu năm cho tới cuối năm lúc nào cũng tiếp nhận được mọi sự một cách ngọt ngào. Vì vậy cho nên khi chúng ta đến đám tang rồi mình đi, mình mới vì cái gia đình mình nghĩ tới người mất, mình nghĩ tới người còn, cho nên mình mới để một chút ít tiền vô trong đó để mình gọi là đi phúng điếu. Thì người ta đâu có dám nhận hết cái đó của mình, cho nên người ta mới lấy đồng hay là 25 xu gọi là gửi lại cái lọc. Xin lỗi là đám tang cũng thế mà đám cưới cũng không khác. Mình đi mấy cái mâm quả thì cái người nhận mâm quả đó cũng phải chia lát cho đàn trai bưng về, chứ đâu phải trời ơi đồ tốt không là thôi khỏi chia con ơi. Không có, phải chia. Chia phần để cho đàn trai ta bưng về lại. Cái đó là sự đáp lễ. Thì đám tang cũng thế, người ta cũng đáp lễ lấy mình đó bằng một miếng, một đồng hay anh lô xu. Và người ta cảm kích cái sự đến để mà chia cái đắng với người ta, cái khổ với người ta. Thì người ta gửi lại mình cục kẹo ăn cho nó ngọt. Quý vị hiểu ý như vậy. Rồi sợi chỉ. Sợi chỉ là gì? Bởi vì chỉ nó có ý nghĩa là sâu là kết. Thì người ta mong rằng cái tình cảm này nó càng thêm kết chặt. Cho nên có nhiều khi người ta nhận xong chỉ đỏ, ta đem ta gài ngay cái nút áo, ta quấn ngay cái nút, gọi là kết nghĩa. Mà cái kết này là kết để mỗi ngày, để chúng ta sống. Và cái người Á Đông của chúng ta luôn luôn nghĩ không phải là chúng ta phải đối với nhau sống, mà chúng ta còn đối với nhau khi mất nữa. Và có nhiều khi mình còn nói một câu, ai có giận cỡ nào đi nữa, mà khi cái người đó mất rồi thì chúng ta cũng phải làm sao? Cũng phải xả bỏ hết, tới thắp cho người đó một cây hương. Thậm chí mình dùng cái từ gì? Nghĩa tử là nghĩa tận. Có nghĩa là người đó mất rồi thì không còn gì để buồn phiền giận hờn nữa hết, mà chúng ta cần xả bỏ và đến đó thắp cho người đó một cây hương. Và nếu người đó khi còn sống có nợ mình thì mình phải tới ngay cái linh tiền của cái người đó để chúng ta thắp một cây hương và tuyên bố: hồi trước anh có thiếu nợ tôi mà anh chưa có kịp trả, thôi bây giờ tôi xả bỏ. Để vì mình sợ cái người đó còn vướng vấp cái nợ đó rồi không có đi được, cho nên xả. Và vì vậy cho nên dù nó là phong tục của người Hoa, nhưng mà gần bây giờ thì nó gần như là một cái lễ thông cho tất cả Việt hay là Hoa gì cũng xài giống nhau. Thì nó có cái ý của nghĩa của nó. Thở đây cũng thế. Khi mà chúng ta làm cái gì, chúng ta cũng luôn luôn muốn làm lợi cho nhau. Và nếu chúng ta nhận cái đó mà chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần phải dùng cái này như một phương tiện thiện xảo hữu ích, thì nó sẽ làm lợi vô cùng. Đó, cho nên chúng ta thường hay có cái lễ lì xì là vậy. Có nhiều khi mình cảm kích cái người đó, mặc dù mình biết người đó không có cần tiền bạc gì hết á, nhưng mình cũng để vô đó 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng gì, lấy cái ý. Có nhiều khi người ta nói nếu mà đưa tiền khơi khơi á, thấy nó trắng trợn, nó kỳ cục, cho nên người ta phải để vô cái bao thơ. Mà quý vị biết là người của mình á, thì người Việt á, thì hay dùng bao thơ trắng, vì cứ nghĩ là miễn có cái bao thơ là được rồi. Dễ hơn nữa mình nghĩ là trắng là cái gì, tượng trưng cho trong sạch tinh khiết, cho nên mình hay để bao thơ trắng.
Nhưng mà người Hoa mà hễ tặng là phải để bao đỏ à. Cho nên có mấy lần quý thầy Hoa đến chùa thì mình đâu có nghĩ gì đâu, thì ta quý thầy tới thì cúng dường thôi. Cái mình để tiền vô trong bao thơ trắng cho mình đưa, cái mấy thầy hơi nhìn mình. Cái lần sau mình hiểu cái ý, tức là mình đã tặng cho người ta thì nên để vô cái bao đỏ, vì cái đó cái phong tục. Ta nghĩ là cái đỏ là tượng trưng cho cái gì, nó may mắn, phải không? Và cái đó không phải là mê tín, và đó chỉ là một cái phong tục, cái tập quán để chúng ta lợi cho nhau, mà thật sự là vậy. Và có đôi khi chúng ta thí dụ như người mình á, không có thích đám cưới á, thì mà bình thường á, mình cho màu trắng là không tốt. Nhưng mà ở cái trường hợp có những lúc chúng ta rất thích màu trắng. Chẳng hạn như đám cưới, cô dâu mặc áo dài trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, sự trong sạch. Như vậy thì nó cũng không có phải là lúc nào nó cũng là cái nghĩa đó. Tất cả là do mình suy diễn. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng hiểu thêm. Lì xì nghĩa là lợi thị. Lợi thị là gì? Tức là chúng ta tặng cái này để cho cái người đó có thêm cái sự thuận lợi, thích nghi. Và nếu như khéo léo, có kế hoạch, thì cái này thật sự mang nhiều cái lợi cho mình. Cũng giống như ngày xưa ta thường nói, tiền xài đúng là tiền hiền như Phật, bạc xài lầm là bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Tiền vốn tiền nó không có tội, không có lỗi gì hết. Tại mình dùng nó không đúng thì tiền nó sai thôi. Chứ nếu mà mình có tiền mà mình đem đi mình dùng đúng thì cái tiền nó làm lợi cho nhiều người. Thí dụ như bây giờ mình nghĩ như thế này, nếu mình đói bụng mình vô tiệm mình ăn một tô phở 10 đồng, 2-3 tiếng sau là 10 đồng nó xong. Nhưng nếu 10 đồng đó mà một ngày mình ăn một tô phở 10 đồng mà 10 đồng mình chỉ để dành cho nhà chùa, một năm 120 đồng để ủng hộ cho chùa lo điện nước, lo bảo trì cái cơ sở đó, thì quý vị thấy 10 đồng đó xứng đáng vô cùng. Thì cái trường hợp đó gọi là lợi thị. Thì hôm nay Pháp Hòa giải thích như vậy. Và đặc biệt là ở trong cái dịp Tết thì chúng ta thường hay chúc mừng những cái câu như là chúc mừng năm mới, cung chúc tân xuân. Và riêng đối với người Phật tử thì chúng ta hay dùng cái từ là mừng xuân di lặc, hay là mùa xuân di lặc. Thì tại sao chúng ta lại dùng hai chữ di lặc ở trong cái trường hợp Tết nhất theo cái truyền thống của người Việt Nam mình? Và chúng ta, cái truyền thống Tết là Tết của dân tộc, và chúng ta đã sống ảnh hưởng bởi một dân tộc nào thì chúng ta đều tổ chức ăn mừng cái Tết theo cái dân tộc đó. Và đặc biệt nếu chúng ta có tín ngưỡng, có niềm tin, thì chúng ta làm cho cái ngày Tết đó nó càng thêm ý nghĩa. Và đặc biệt là ở nhà chùa, cái mùa Tết là cái mùa là cái cơ hội để chúng ta bày tỏ rất nhiều những đạo lý thông qua những cái ý nghĩa. Chẳng hạn như là cúng dược sư Phật, thắp đèn dược sư, tụng kinh cầu an đầu năm, rồi cúng rằm tháng giêng, rồi chúng ta phát lộc, rồi chúng ta giảng giải những cái bài thơ kệ của các thiền sư qua những cái dịp Tết nhất. Thì chúng ta dùng cái từ là mùa xuân di lặc hay là mừng xuân di lặc. Bởi vì nếu ai chưa biết Đức Di Lặc ra như thế nào đó, thì Pháp Hòa tạm quý vị nhìn trên bàn thờ tượng vàng vàng cầm một cái thoi vàng to thiệt to đứng đây đó. Thì cái này nó cũng hơi lai lai chút rồi. Bởi vì Di Lặc á là phát âm từ cái tiếng Phạn, nếu nói cho đúng á là Maitreya. Và chúng ta đã phát âm cái chữ Maitreya là A Dật Đa. Cho nên trong kinh á
thường hay nói là Đức Phật gọi Bồ Tát Di Lặc là Này A Dật Đa. Thì khi chúng ta nghe cái chữ đó là chúng ta biết đó là Di Lặc đó. Nhưng mà mình phát âm là Di Lặc. Di Lặc nghĩa là gì? Nghĩa là từ thị. Từ thị có nghĩa là người có lòng từ bi, lân mẫn, thương xót. Hình ảnh Đức Phật Di Lặc ngày nay mà chúng ta thấy, bởi vì Ngài á, là một vị Phật sẽ hạ sinh sau Đức Phật Thích Ca. Như vậy thì nói cho đúng ra là Ngài chưa xuất hiện ở thế gian này. Vậy thì tại sao chúng ta lại có hình ảnh của Ngài? Nếu một người chưa có mặt mà sao chúng ta có hình ảnh? Cho nên trong kinh á, không có gọi là Phật Di Lặc. Trong kinh gọi là Bồ Tát Di Lặc. Bởi vì Ngài là một vị Phật sẽ sinh, sẽ thành trong tương lai. Cho nên ngày nay chúng ta gọi là Phật Di Lặc là chúng ta gọi trước. Còn đúng ra chúng ta gọi là Bồ Tát Di Lặc. Bởi vì hiện nay Ngài đang ở cõi trời đâu xuất. Chờ đến cái đủ cái nhân duyên thì Ngài sẽ trở lại Ta Bà này tiếp tục công việc của Phật Thích Ca là độ chúng sanh. Mà chừng nào Ngài mới ra đời? Khi nào chúng ta không còn biết gì về Phật Pháp nữa thì mới cần sự xuất hiện của một vị Bồ Tát thay thế để giáo hóa. Còn bây giờ chúng ta còn biết Phật Pháp thì chưa đến nỗi. Vậy thì chúng ta gọi là Phật Di Lặc là chúng ta gọi trước. Còn nếu chúng ta gọi đúng theo kinh thì chúng ta gọi là Bồ Tát Di Lặc. Và hiện nay cái hình ảnh mà chúng ta thấy đó là dựa vào một cái tích vào đời nhà Lương. Có một vị hòa thượng bụng to, luôn luôn miệng cười, và Ngài cầm một cái túi. Không ai biết Ngài là ai, và người ta chỉ gọi Ngài là Bố Đại Hòa Thượng, tức là ông hòa thượng có cái túi to, có cái giỏ thật to, vậy thôi. Và không ai biết tên của Ngài, nhưng mà Ngài tự xưng Ngài là Khế Thử. Bởi vì Khế Thử là cái tên ở một cái làng đó, cho nên Ngài tự lấy cái hiệu đó Ngài đặt cho Ngài, Khế Thử. Và quý vị nhìn cái tướng của Ngài, ngực thì hở ra, gọi là phạch ngực á, tượng trưng cho cái lòng can đảm, cái tâm tự tại. Cái bụng to là tượng trưng cho lòng hỷ xả, lân mẫn. Cái túi vải của Ngài tượng trưng cho vô lượng diệu dụng, vô lượng căn lành của sự bố thí. Cho nên túi vải, bụng to, phạch ngực. Ngài đi khắp mà không ai biết Ngài là ai thì cứ gọi Ngài là Bố Đại Hòa Thượng. Cho đến một ngày nọ, trước khi mất, Ngài ngồi trên một tảng đá, Ngài viết lên 4 câu để phía sau bức vách: Tôi đây là Di Lặc, thường hiện xuất hiện ở trước mặt người đời. Người đời không biết tôi là ai. Thì sau khi Ngài tịch rồi thì người ta mới biết, à thì ra đây là hóa thân của Đức Phật Di Lặc. Và từ đó người ta dựa vào cái hình ảnh của một vị hòa thượng tướng to, bụng phệ, phạch ngực, đeo túi vải, người ta tạc lên cái tượng, và chúng người ta thường gọi là Phật Di Lặc. Như vậy thì cái hình ảnh này chỉ có Trung Quốc, chỉ có Việt Nam thôi, các nước khác không có. Các nước khác mà khi người ta phát họa cái hình ảnh của Đức Di Lặc á, là cũng trang nghiêm giống như Phật Thích Ca vậy đó. Như vậy thì quý vị đừng có lầm là mai mốt là lên cõi trời, lên cõi Phật gặp Phật Di Lặc là bắt buộc cái tướng phải vậy nha. Tại vì cái tướng này là cái tướng theo Trung Quốc. Vì sự xuất hiện của vị hòa thượng ở tại Trung Quốc, và vì Ngài để lại bài kệ đó, cho nên người ta dựa theo cái hình ảnh đó, người ta tạc lên cho mình để có cái biểu tượng chúng ta tôn thờ.
Và vị hòa thượng này sinh ngay ngày mùng 1 Tết, cho nên đó, mình mới lấy cái ngày mùng 1 đó làm cái ngày khánh lễ của Đức Phật Di Lặc. Và chúng ta thường gọi là vía Phật Di Lặc, ngày mùng 1 Tết. Mà nếu mà theo xưa đó, ngày xưa ở Việt Nam á, là sáng mùng 1 á, là chùa tập hợp lại để làm lễ rước vía, gọi là rước vía Phật Di Lặc. Có nghĩa là thật sự chữ rước đây á, nói cho đúng là chúng ta mừng. Chứ Ngài có đi đâu đâu rước, phải không? Mà Ngài có bao giờ Ngài rời mình mà Ngài mình biết ở đâu mình đi rước đó. Như vậy thì cái chữ rước đó, nó chỉ có cái ý nghĩa là chúng ta mừng cái ngày sinh nhật của một vị hòa thượng mà chúng ta cho đó là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc, một vị Phật sẽ sinh trong tương lai. Và bởi vì cái hạnh của Ngài, cái hạnh của Di Lặc Bồ Tát á, là cái hạnh hỷ xả, khoan dung, tha thứ, độ lượng, tự tại. Cho nên mà ngày Tết theo quan niệm của chúng ta là ngày đó chúng ta là cái ngày cần phải làm sao? Vui vẻ, hỷ xả, tha thứ, bao dung. Cho nên lấy hình ảnh của Ngài làm cái biểu tượng cho ngày Tết để nhắc nhở chúng ta, chúng ta phải mừng cái mùa Tết đó theo cái tinh thần của Phật tử là hỷ xả, khoan dung, tha thứ, tự tại. Cho nên cái túi vải của Ngài là diệu dụng vô cùng. Tại sao diệu dụng? Tại vì trong cái túi đó chứa vô lượng pháp. Có một lần người ta gặp Ngài, người ta hỏi: Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng chỉ cho con cách tu. Thì Hòa Thượng bỏ cái túi xuống. Rồi ông kia mới nói: rồi tu làm sao? Thì Ngài lại quẩy cái giỏ lên Ngài đi. Chỉ làm hai việc thôi: bỏ xuống, xách lên. Và ý nghĩa nó là cái gì? Sự tu hành nó chỉ có hai việc thôi. Lúc nào cần nắm lên thì cứ nắm lên, lúc nào cần buông bỏ cứ buông bỏ. Cái quan trọng tự tại là buông sao? Buông đúng lúc. Ví dụ mình nuôi con khi nó còn nhỏ, nó chưa hiểu biết, mình sợ nó hư, cho nên nhiều lúc nó có hỗn ẩu với mình cũng nhịn nó. Mình phải đi theo dõi nó là bởi vì mình sợ nó ăn chưa no, nó lo chưa tới. Rồi do cái sự giận dữ của mình tháo quát với nó bỏ nhà nó đi, nó bỏ học hành, nó hư đốn tội nó. Rồi mai mốt mà nó có chuyện gì thì mình cũng phải là người hốt hụi thôi chứ bỏ nó đâu. Cho nên lúc nó còn nhỏ thì mình ráng mình kiểu như xách nó lên vậy đó. Nhưng khi nó đã lớn rồi, nó đủ cái tuổi, nó lên nó làm ăn rồi, nó có cái sự nghiệp, nó có cái cách nghĩ và cách sống của nó. Mà bây giờ nó không theo ý mình nữa, mình cứ đau khổ hoài thì thiệt sự mình người không biết, biết cầm mà không biết buông. Quý hiểu ý được cái chỗ đó. Cho nên lúc nào cần nắm lên thì nắm đó, lúc nó còn nhỏ là phải nắm thôi. Có nhiều lúc nó nói những câu rất là nặng đối với mình, nhưng mình phải chấp nhận. Tại vì nếu mình giận dữ, tức là mình nghĩ mình là mẹ, mình là người lớn, mình không có chấp nhận được. Rồi mình tháo quát lời nó, nhưng mà nó đâu có đủ cái nhẫn nhục đâu. Nó ra ngoài nó hư thì mình lại ân hận là mình không có chịu nhịn nó lúc đó. Nhưng bây giờ đã tới cái lúc nó không phải thuộc về cái sự quyền hạn quyết định của mình nữa rồi. Cho nên ngày xưa có một vị hòa thượng, ông chồng thì tu tập mà bà vợ thì chưa biết tu tập. Thì một hôm ông chồng nhờ hòa thượng khai thị cho bà vợ. Thì hòa thượng mới tới gặp bà vợ, cái hòa thượng nắm về hoài. Thế bà vợ nói: hòa thượng làm gì kỳ vậy? Ông hòa thượng: bà thí chủ thấy tôi nắm về được không? Thế trời, dị hợm, tự nhiên đứng trước mặt tôi cứ nắm về hoài. Cái thì hòa thượng xè ra, cái cũng về, cái bà nói: thiệt cũng dị hợm luôn, ba hồi thì nắm hoài, ba hồi thì xè hoài. Cái thì hòa thượng mới nói: vậy làm sao cho đúng? Thì bà mới nói: thì hòa thượng có cái tay thì khi nào cần nắm nắm, khi nào cần xòe xòe.
Thì hòa thượng mới nói vậy sao bà nắm hoài bà không xòe. Quý vị hiểu ý không? Mình có một bàn tay uyển chuyển, khi nào mình cần nắm cứ nắm, mà lúc nào cần buông cứ buông. Cho nên á, cái người, cái tự tại đây không có nghĩa là chúng ta mặc kệ, không phải. Nhưng mà chúng ta biết đã đến lúc chúng ta phải tự tại ở cái chỗ đó. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, mình bệnh, nhưng mà mình đâu có thể nào, mình đã tới cái tuổi, tới cái lúc mắt mình phải mờ, tai mình phải lãng, chân mình phải yếu, mà mình không tự tại được cái đó là vì sự thật là đã đến lúc xương cốt mình nó bắt đầu nó lỏng. Nó mới nói lên được cái chữ già. Bởi vì già nghĩa là gì? Khi hơi thở hổn hển, khi ăn uống không tiêu, khi đi đứng chậm chạp, khi mắt nó mờ, khi tai nó lãng, khi tóc nó đổi màu. Thấy không? Mà mình không nhận được cái đó thì thiệt sự là không có tự tại. Cho nên á, Hòa Thượng khai thị cho cái vị Phật tử đó. Tôi nói cho bà nghe, tiền mình có, lúc cần xài thì phải xài, lúc cần hà tiện phải hà tiện. Có tiền mà cứ giữ hoài cũng không được, mà xài phí cũng không được. Mà chúng ta phải có một cái uyển chuyển, lúc nào cần chi và lúc nào phải cần giữ. Cũng như thế, tâm tư mình cũng phải như vậy. Bởi vì bàn tay nó có thể làm nên tất cả. Thấy không? Bàn tay có thể chấp, bàn tay có thể lạy, nhưng mà nếu mình không khéo thì bàn tay này có thể đục thôi binh. Cho nên ăn thua là do cái mình nhận ra được nó. Cho nên tại sao chúng ta chúc nhau, hay là chúng ta treo một cái biểu ngữ trong chùa là mừng xuân di lặc, là để nhắc nhở chúng ta hãy sống theo cái hạnh hỷ xả, khoan dung, tự tại và dũng cảm của Đức Bồ Tát Di Lặc. Cái tướng phạch ngực, tại vì thường thường ở Việt Nam mình anh hùng là hay phạch ngực lắm. Để biểu lộ là anh hùng, phải không? Cho hồi nhỏ mà nhớ mà hễ mà mặc áo sơ mi á, mà nút mà một hai nút ở trên này mà không gài mà hơi phạch ngực, nó nói cha bữa nay anh hùng dữ ha. Cho nên nghiêm túc là phải gài nút lại. À, còn mà mình, nếu mà mình để hở một hai nút ở trên cái cổ áo mình là người ta cho mình là anh hùng rồi đó. Cho nên đó là cái tướng của ngài biểu lộ cái sự dũng cảm, và cái bụng của ngài to là tại vì ngài biết khi nào xả và khi nào giữ, cho nên người ta mới khen ngài đó, bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cho nên rồi ngày mình đó thì mình chứa vô trong bụng mà nó không tiêu hóa là nó sình, nó sình bụng. Cho nên ăn phải tiêu hóa. Cho nên người ta mới lấy cái hình ảnh của ngài, và trong cái túi đó đó, người ta kêu là túi càn khôn. Tại vì nó chứa cả mọi thứ ở trong đó. Và ngày đi tới đâu, ngày gặp con nít, ngày bốc ra, ngày cho nó ăn, cho kẹo. Và cái hình ảnh thứ hai của ngài mà chúng ta thường thấy, đó là ngài ngồi, rồi có sáu đứa nhỏ nó bu. Đứa thì nó nắm lỗ tai, đứa thì nó móc mắt, đứa nó móc mũi, đứa nó móc miệng, đứa nó chọt lét. Năm đứa nhỏ đó tượng trưng cho năm căn của mình: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Hễ mà đứa thứ sáu, mà nếu mà có đứa thứ sáu nó xuất hiện thì tượng trưng cho ý. Nhưng mà hễ khi nào mà đứa thứ sáu nó không có mặt á, là ý người ta muốn nói cái ý là cái không có hình tướng, thì khỏi để. Cho nên ta để năm căn thôi: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Như vậy quý vị nhìn kiểm lại mình coi mình có đủ năm căn đó không? Có. Nhưng mà năm căn này á, thường ngày á, mình vui buồn là cũng do nó.
Bởi vì hễ có con mắt là cái căn, cái này là cái cảnh của cái căn của con mắt. Mà nếu chúng ta nhìn cảnh mà chúng ta vui, rồi cũng có khi chúng ta nhìn mà chúng ta buồn. Cho nên cả ngày chúng ta sống sao bị sáu cái cảnh ở bên ngoài nó làm phiền mình. Cũng cái tiếng đó mà nếu mình thương á, mình thích, mình vui, mà cũng cái tiếng đó mà không thích nữa mình bực. Cho nên mỗi ngày từ mắt, tai, mũi, miệng tiếp xúc, cái thân là tượng trưng cho tiếp xúc, mình cứ buồn. Người ta thích dầu xanh, ta sức dầu xanh, mình nói trời ơi cái mùi dầu xanh tôi ngửi nó muốn ói vậy đó. Mà dầu xanh mà có cái gì mà sức, mà trong khi đó người ta sức thì mình không chịu. Tức là đối với người thích á, thì người ta đi đâu cũng xách chai dầu xanh. Ở chùa Pháp Hòa là ông thầy Đức Tạng là vua dầu xanh. Dầu xanh mà ông cầm xịt như này. Thích dầu xanh đến mức độ là thầy đi học á, mấy thầy ở trong lớp chung với thầy á, thích biết thầy thích dầu xanh á, đến cái ngày lễ tặng cho thầy á, ta lấy cái nhãn chai dầu xanh ta photoshop, ta làm bự ra về, rồi ta cắt thành nguyên chai dầu xanh, rồi ta tẩm dầu xanh vô đó, ta làm nguyên một cái cạc rồi ta tặng cho thầy. Rồi người ta lấy giấy nắp kinh, ta xịt dầu xanh vô, ta tặng cho thầy nguyên hộp giấy nắp kinh dầu xanh không. Mà mình ngửi, nếu mà ai ngửi quen, nó trời cái mùi dầu xanh khó chịu. Thầy viện chủ cũng thích dầu xanh. Một lần bệnh là ăn chai dầu vậy. Và xịt như xịt nước tương vậy. Thịt đánh lên. Mà Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa hầu bệnh thầy viện chủ là tay Pháp Hòa lúc nào cũng mùi dầu xanh. Tại vì ngày đánh 3 lần. Cứ sáng trưa gì mà lúc nào cũng cứ phải dầu xanh. Vậy thì quý vị thấy cái người mà người ta thích dầu xanh thì người ta vui. Còn mình không chịu dầu xanh thì mình buồn. Như vậy thì con người mình mỗi ngày buồn vui một phần cũng do sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Vì vậy cho nên mình mới phải tụng cái bài đó. Nguyện ngày an lành, đêm an lành. Đêm ngày mấy thời? Sáu thời đều an lành. Sáu thời là tượng trưng cho gì? Sáu căn. Nếu mà mình không có cẩn thận á, thì sáu căn này nó làm phiền mình. Còn nếu mình có sự bình an rồi thì sáu căn này, sáu thời này luôn an lành. Tất cả các thời đều an lành. Như vậy thì theo cái tinh thần của nhà Phật, thay vì chúng ta nói chúc mừng năm mới tốt, nhưng mà cái đạo lý sâu sắc hơn là chúng ta chúc cho nhau có được một mùa xuân Di Lặc. Nghĩa là chúc nguyện cho anh, cho chị luôn luôn hỷ xả, tha thứ, khoan dung. Và thưa đại chúng, cái mùa Tết á, nó còn tượng trưng cho ba ý. Thứ nhất là đối với các bậc, người ta thường dùng là các bậc thánh hiền. Cho nên bằng Phật là dọn dẹp, quét tước. Ai đạo Chúa thì phải lau tượng Chúa, phải quét dọn. Mình đạo Phật thì mình lau tượng Phật, quét dọn, cúng Phật, vân vân. Kế đến là ai? Ông bà. Phải không? Tết nhất là mình phải nhớ ông bà, cho nên phải dọn dẹp bàn thờ ông bà. Trời, cúng ông bà lớn lắm nha. Bình thường năm giỗ một lần à, mà tới Tết là ăn 3 ngày muốn chết vậy đó. Sáng cúng, trưa cúng, chiều cúng à. Mà cả năm không biết ông bà đi đâu, mà tới cuối năm tiễn. Tiễn được có mấy ngày rồi cái rước. Thật sự ông bà chả đi đâu mà cũng chẳng cần rước, cần tiễn gì. Nhưng mà cái đó là cái phong tục. Thì chúng ta có cái ý nghĩa là ồ thôi mình rước ông bà về ăn Tết cho vui. Thấy không? Xong rồi sau 3 ngày Tết rồi con đi làm nghe, ở ông bà ở nhà không ai lo đâu à, thôi con tiễn ông bà. Mà phải chi mà nói thôi con đi làm nha, ông bà ở nhà chơi. Tiễn rồi rủi ông bà không có nhà, ông bà đi đâu. Cho nên cái ý nghĩa tiễn và rước, không có đi đâu mà cũng chẳng có rước đâu. Nhưng mà cái đó là để là cái phong tục vậy thôi. Cái văn hóa thì chúng ta vẫn làm. Cho nên bây giờ mình muốn đơn giản,
cúng buổi thôi, cúng ngày mùng 1, để cho các con các cháu lấy cái ý đó được rồi. Còn bây giờ mình còn ở nhà mình rảnh mình lo, mai mốt hết đời mình rồi con cháu đi làm hết rồi, nó nói thôi ba cử cúng nhiều quá thôi nó khỏi cúng luôn đói à, thôi còn cử cũng được à. Cho nên mình cúng thì tốt à, mình phải làm sao mình ngắn gọn và mình làm cho đơn giản để mình giữ lại được cái truyền thống đó, để truyền lại cho con cháu của mình thôi. Cái đó là cái chính. Còn cái trường hợp mình cúng như thế nào đó thì mình phải uyển chuyển. Mùa xuân Di Lặc, Đức Phật Di Lặc là mình gọi trước, mình gọi Bồ Tát Di Lặc. Và cái hình ảnh của Ngài quý vị thấy. Cho nên người Trung Hoa đó, bước vô chùa của người Trung Hoa, cái chỗ đầu tiên mà chúng ta phải bước vào là cái điện thờ Phật Di Lặc. Trước khi vô chánh điện và chúng ta đi ngang một cái gian nhà gọi là Thiên Vương Điện, thì trong cái Thiên Vương Điện đó đó, bốn góc thờ tứ thiên vương. Ở phía trước thờ Phật Di Lặc, phía sau lưng Phật Di Lặc là thờ Tượng Hộ Pháp, một điện đó. Theo quan niệm người Hoa là mình bước vô trong chùa thì tâm mình phải sao? Hoan hỷ, hỷ xả hết. Mình có hỷ xả hết thì mình mới có thể hộ Phật Pháp được. Cho nên phía sau lưng Phật Di Lặc Tượng Hộ Pháp, bốn góc bốn thiên vương, đông tây nam bắc, thì cũng như thế thôi. Mình đi chùa mình muốn hộ Pháp mà tâm mình không hoan hỷ, không hỷ xả, không tha thứ, không bao dung, không độ lượng thì làm hồi phiền não. Cho nên mình bước vô chùa lễ Phật Di Lặc là học cái hạnh hỷ xả của Ngài. Mà quý vị chưa bao giờ thấy Phật Di Lặc nào mà khóc à? Không, chúng ta làm cái tượng Phật Di Lặc dù có xấu cỡ nào đi nữa thì miệng Ngài cũng cười à. Mà mình nhìn hình ảnh Ngài cười cái tự nhiên ai cũng hoan hỷ. Rồi có nhiều cái tiệm làm ăn bây giờ người ta thỉnh Ngài ra, người ta để ngay đó vậy, cái để cho khách vô cái rờ cái bụng Ngài cái rờ bụng ngàn cái chắc để Ngài cho con mau đói để con ăn để ngay cái tiệm vậy. Vì tại vì sao biết không? Tại vì người ta đã đồng hóa Phật Di Lặc với ông thần tài, cho nên bây giờ người Hoa người ta tạc cái tượng Ngài cầm cái thoi vàng nữa, chứ thật như Phật Di Lặc đâu có cầm tiền. Cái tượng đúng của Ngài là trên tay Ngài quẩy một cái giỏ, có thể Ngài cầm thêm sâu chuỗi thôi. Không, còn bây giờ là tại vì người ta khai triển làm ăn thì phải quảng cáo và phải có đầu óc chế tác. Ai mà ham vàng thế nào cũng thỉnh Ngài về, phải không? Có khi làm một thẻ chưa đủ, Ngài cầm trên này thẻ nha, Ngài quẩy bên này giỏ thẻ vàng nha, đứng ở trên nguyên đống vàng luôn à. Nhưng mà rồi quý vị sẽ thấy cái hình ảnh của Phật Di Lặc ở một cái dạng khác, là Ngài đứng, Ngài đưa hai tay lên trời, là tượng trưng cho gì không? Tôi cũng chịu trận đây nè. Nói chơi thôi nha. Thật sự ra cái bàn tay và hai cái tay mà Ngài đưa thẳng lên vậy nè, biết không? Là tượng trưng cho cái người sống mà tự tại. Thí dụ mình nói vậy nè, thôi buồn gì buồn, sáng ngủ dậy vươn vai cái rụng hết. Hồi xưa ông bà mình hay nói vậy, thôi đứng dậy vươn vai cái là mọi việc nó rũ hết. Thở đây cũng thế. Chúng ta làm sao chúng ta mỗi ngày chúng ta sống tập. Thật sự cái này á, mình không tập thì không bao giờ có kết quả. Thưa đại chúng, đừng có nói chi cái chuyện gọi là luyện tâm, nội cái chuyện gọi là cắm hoa, nấu ăn, may vá, những cái nghệ thuật bình thường trong cuộc sống. Đâu có ai một lần mà làm được đâu. Phải thường xuyên làm hoài thì nó mới khéo, nó mới giỏi, nó mới đẹp được. Đó, nghệ thuật bình thường còn phải thế, huống chi là một nghệ thuật luyện tâm. Có nhiều khi mình ấy, nói thì dễ, làm thì khó. Ủa, trên đời này có gì nó dễ đâu, phải không? Mà bây giờ anh thật sự có muốn cho tâm mình an lạc không? Muốn thì anh phải tập. Anh phải tập buông xả. Bây giờ anh không buông xả
nó cũng là như vậy. Phải không? Mà anh càng cố chấp thì cái khoảng cách giữa anh với người kia càng lớn. Anh càng cố chấp thì phiền não anh càng nhiều. Mà anh buông xả có đôi khi còn hai con mắt khóc người một con, hai con mắt bịt con lại. Cho nên Việt Nam mình mới hay dùng cái từ là thôi mắt nhắm mắt mở đi. Ông Trịnh Công Sơn ổng cũng nhắn nhủ với mình vậy đó. Còn hai con mắt khóc người một con, khóc con thôi, có con bịt lại. Phải không? Cho nên á, quý vị thấy không, người ta làm ba con khỉ, con bịt tai, con bịt miệng, con bịt gì nữa, bịt mắt. Con khỉ là tượng trưng cho cái tâm nhảy nhót của mình không bao giờ chịu dừng. Phải không? Cái tâm của mình nó nhảy nhót như con khỉ. Mà bây giờ con khỉ nó còn phải bịt bớt con mắt lại. Nó phải bịt cái tai lại, nó bịt cái miệng lại, bớt nhìn, bớt nghe, bớt nói thì có bình an. Cho nên Ngài Di Lặc á, đó là một pháp tu chứng. Khi mà Ngài đưa cái tai Ngài lên được rồi á, có nghĩa là tự tại rỗng ràng. Bây giờ tâm mình nó như hư không. Cho nên ta làm, nhiều khi ta làm á, Ngài đứng ở trên một cái túi vàng, hay trên một cái túi. Cái túi đó là tượng trưng cho gì? Càn khôn đó, đủ thứ hết á. Mà thiệt sự trên đời này á, ai cũng có một bầu tâm sự hết á. Cái túi đó đó. Nhưng mà đối với cái người tu, ta móc ra cái gì là tu hành, là kẹo, rồi bánh, rồi còn mình móc ra giận, phiền, tức, ghét, đủ thứ. Mình cũng có một túi vậy mà móc ra cái gì không, rồi overdate rồi mà cứ giữ hoài, không có gì ăn được hết. Mình hay nói tôi có một bầu tâm sự. Ai cũng có. Cho nên đối với các vị, người ta cũng có. Nhưng mà đối với người ta cũng có, nhưng mà cái có đó để làm gì? Trở thành ra diệu dụng của sự tu. Còn bây giờ mình có mà mình chứa và mình không biết dụng nó, thành thử ra cái đó nó trở thành ra nó hết hạn. Bây giờ Phật tử ở đây ha, Pháp Hòa bảo đảm ấy, nếu mà về mà kiểm xét lại trong cái bàn thờ mình, thế nào một người cũng có một sâu chuỗi. Không sâu chuỗi cổ thì cũng sâu chuỗi tai, mà có người mua nguyên một chén chuỗi nữa. Mà hỏi có lần sâu nào không? Dạ không. Bụi không à? Thấy chưa? Nhà nào cũng ít nhất cũng có một cuốn kinh. Mở có mở ra tụng không? Dạ không. Con cũng có kinh mà kinh bài, chứ không có kinh Phật. Thành thử ra mình có mà mình không dụng. Ở trong nhà mình có một quyển kinh mà mình ít khi nào mở ra tụng. Mình có một sông chuỗi mà ít khi nào mình lần. Cũng đi thỉnh cái chuông về để vậy đó. Mà để bàn thờ tới cuối năm đem ra lau bụi vậy thôi, chứ không bao giờ thỉnh lên tiếng. À, hỏi bên này có cái mỏ không? Dạ có. Mà cái mỏ này để riết sao điếc luôn. Đó, thành thử ra trong cái túi đó đó, mình có diệu dụng hết, mà mình không móc ra mình xài. Còn nếu mình móc ra mình xài được thì nó là chuỗi, nó là kinh Phật, nó là cái gì đó bảo hộ cho mình. Còn không khéo thì mình sẽ để những cái đó nó trở thành ra quá đáp và chúng ta không dùng được. Cho nên cái hình ảnh của Ngài là cũng hình ảnh của mình. Mình cũng, mình tuy không có phạch ngực nhưng mà mình có lòng can đảm của mình. Ai cũng có cái lòng can đảm để tiến sống. Như hồi nãy Pháp Hòa bệnh quá, cái mấy chú vô nói thôi thôi vậy thôi, sáng nay thầy khỏi làm lễ đi. Rồi xong nó không được, đã về tới đây rồi mà cúng rầm với đại chúng nữa ra. Dạ thôi thôi thầy khỏi, thầy tụng thôi, thầy khỏi nói. Nói không được, ráng cũng được. Tức là mình, nếu mà mình, trừ khi nào mình không thể được, chứ mình nhận ra trong cơ thể mình nó còn có thể làm được thì mình làm. Tức là có một sự. Rồi đêm hôm qua là quý vị bay từ bên Mỹ đi từ trưa, rồi connect ở Minneapolis, chờ 3 tiếng đồng hồ ở đó. Là ngồi là nó cảm lạnh, mà nó sổ mũi, nó nhức đầu khó chịu. Lên máy bay là ngồi rú rượi, rồi bị giam 1 tiếng đồng hồ ở trong hải quan nữa. Nhưng mà
mình biết mình tới đây để làm gì thì tự nhiên nó lướt được những cái đó. Cho nên ai cũng có cái lòng can đảm để dũng tiến, và ai cũng có cái gì, cũng có cái nụ cười hoan hỷ bao dung. Thôi bây giờ á, mùa Tết, trước hết á, là mình đối với các bậc thánh như là Phật, Chúa mình kính thờ. Đối với ông bà mình cúng kiến, mình tưởng nhớ. Cái thứ ba là gì biết không? Đối với người hiện còn. Quý vị nghiệm coi phải không? Một cái Tết là mình lo ba việc: lau chùi bàn thờ nha, bày trái cây chưng hoa cúng nha, đó là mình nhớ tới các bậc thánh hiền mà chúng ta tôn trọng. Rồi bàn thờ ông bà phải lau chùi, phải cúng quải, đúng không? Đó là chúng ta nghĩ đến ông bà cha mẹ. Chưa hết, chuẩn bị số lì xì, dọn dẹp nhà cửa, mua mứt, nấu trà, đợi khách đến, đãi trà, đãi mứt. Như vậy, một cái Tết là chúng ta chuẩn bị cho ba phần, mà ba cái phần này đều quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Thế thì chúng ta đã chuẩn bị tươm tất, chu toàn như thế, thì sao chúng ta không sống cho nó chu toàn, tươm tất như vậy? Chỉ đợi ngày Tết mình nghĩ nhau sao? Đã nghĩ đến nhau, Tết nha, bỏ qua hết nha. Chuyện gì không vui là bỏ qua hết nha. Không có dám nói cái gì không tốt nha. Thậm chí muốn nhắc nhở mình á, phải mặc bộ đồ mới nữa. Tại mặc bộ đồ mới là để tượng trưng cho ngày mới, cái gì cũng mới. Quý vị thấy không? Cho nên đã mới như vậy thì chúng ta hãy để cho nó mới luôn, đừng có để cho nó cũ trở lại. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng nhân cái mùa Tết Ất Mùi 2015, xin chia sẻ với đại chúng chút ít ý nghĩa của mùa Xuân Di Lặc. Tại sao chúng ta chúc nhau như thế? Để chúng ta học được cái hạnh đức của Ngài Di Lặc là hỷ xả, từ bi, tha thứ, khoan dung, tự tại. Mà nếu chúng ta có được những cái hạnh đức đó thì chúng ta có một cái bàn tay rỗng rang, tức là giống như Ngài giơ hai cánh tay lên một cách tự tại như vậy. Nếu mà được như vậy, rồi chúng ta sẽ nghiệm lại tại sao Tết chúng ta lau nhà, quét nhà, chùi cửa, hút bụi sạch sẽ, chưng hoa, dọn trái, cúng Phật, cúng ông bà, nghỉ người sống. Thì đây là một cái cơ hội để chúng ta làm mới tất cả, nghĩ nhớ đến tất cả. Vì niệm ơn các bậc thánh hiền cho nên cúng quý Ngài, niệm ơn tổ tiên cho nên cúng tổ tiên, niệm ơn người còn cho nên chuẩn bị những cái bao lì xì, mức trà để đãi nhau. Thôi thì hãy cố gắng dụng ba cái ý này suốt trong một năm thì bảo đảm chúng ta có cả một mùa Xuân Di Lặc, chứ không phải chỉ là một ngày Xuân Di Lặc. Một mùa mà là quanh năm suốt tháng, lúc nào chúng ta cũng nhớ nghĩ như vậy, đãi ngộ nhau như vậy, thì cái mùa xuân này bất tận miên viễn ở trong chúng ta, và chúng ta sống được với cái hạnh đức hoan hỷ này suốt cả năm tháng. Cho nên chúng ta gọi là mùa Xuân Di Lặc. Chúc đại chúng có được một mùa Xuân Di Lặc. Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa lần thứ nhì đến Hàn Quốc. Pháp Hòa đã đến đây lần thứ nhất vào năm 2006. Và lúc đó thì chỉ là một chuyến đi hành hương bốn nước, và trong đó có Hàn Quốc. Thì ở đây được một tuần, đã được đi đến hãng làm kim chi và biết cách làm kim chi. Cho nên lúc nào mà mình muốn chụp hình thì mình cứ nói kim chi. Thay vì ở nước ngoài á, người ta ăn cheese là phô mai á, nhiều lắm. Cho nên mỗi lần chụp hình ta kêu cheese, nhưng mà ở Hàn Quốc không có kêu cheese mà kêu kim chi. Tại vì mỗi lần mình nói chữ chi là miệng mình phải nhăn ra để mình cười. Thưa đại chúng, đặc biệt là những Phật tử lần đầu tiên đến đây, những Phật tử người Việt lần đầu tiên đến đây. Chùa đây là chùa Tam Quan.
chùa thuộc tông Thiên Thai. Tông Thiên Thai tức là một cái tông trong 10 tông ở Trung Quốc. Và tông này lấy kinh Pháp Hoa làm tông chỉ. Tức là khi chúng ta nghe nói tông á, thì phải nhớ là tông nghĩa là tông chỉ hay là tôn chỉ. Và cái tôn chỉ của tông này là trì tụng, giảng giải, tu theo quyển kinh Pháp Hoa. Ngày hôm qua Pháp Hoa đến đây lúc 2 giờ sáng, và trong đoàn soạn lục tới lui tới 5 giờ. Và thưa đại chúng là nguyên đêm hôm qua là Pháp Hòa không có ngủ. Thứ nhất á, là mình trông chờ để được ăn kim chi, mừng quá ngủ không được. Thứ hai là cũng sao mà nó tỉnh. Cả đêm qua không ngủ, rồi cả ngày nay sinh hoạt, nhưng mà rất tỉnh, không có gì trở ngại. Và được rất vui gặp quý Phật tử Việt Nam. Lâu nay Pháp Hòa chỉ được nói phone với quý vị. Rất nhiều vị đã phone thăm, cảm ơn những bài nói chuyện đã giúp cho quý anh chị rất nhiều trong cuộc sống, vân vân. Và hôm nay chúng ta được gặp nhau như thế này. Và ngôi chùa này thuộc tông Thiên Thai, và tông này được một vị tổ ở Hàn Quốc, hiệu của ngài là Thượng Nguyệt Viên Giác. Ngài sanh năm 1911, mất năm 1974. Cái năm mà ngài mất á, là năm Pháp Hòa ra đời. Thì thưa đại chúng là ngài là người khôi phục lại cái tông này ở tại Hàn Quốc vào thế kỷ 20. Ở Hàn Quốc có hai tông lớn, một là tông Tàu Khê, hai là tông Thiên Thai. Tông Thiên Thai lấy kinh Pháp Hoa làm chuẩn, làm tông chỉ tu quán. Hồi sáng này Pháp Hòa đi lễ Phật thì bước ra trên đường, ngó thẳng qua thì bên kia thì thấy có một cái điện, một cái đường để chữ Hoa là Pháp Hoa Tam Vị Đường. Rồi bước vào chánh điện lễ đó thì thấy ở trên chánh điện để thờ kinh Pháp Hoa. Rồi qua bên giảng đường này cũng thấy để bộ kinh Pháp Hoa. Và khi bước vào khách đường đọc cái bia thấy là tông Thiên Thai. Thì đối với những vị Phật tử mà Việt Nam mà lần đầu tiên đến đây và biết chùa nhưng mà chưa biết được cái đường lối ở đây, thì Pháp Hòa xin giới thiệu một chút xíu thôi về đạo tràng này. Và đạo tràng ở đây á, cái cách tu á, là ban ngày làm việc, ban đêm tham thiền. Cũng giống mình vậy đó, ban ngày làm việc, ban đêm ngủ. Thì mình ngủ cũng là tu, nhưng mà nếu mình biết cách ngủ thì ngủ hạnh phúc, không biết cách ngủ thì ngủ mệt mỏi. Cho nên khi mình ngủ á, là mình phải nghỉ. Người ta kêu ngủ nghỉ mà. Nghỉ cái gì? Nghỉ mọi sự suy nghĩ, toan tính, để chúng ta có thể ngủ ngon. Cho nên nghỉ là nghỉ cái gì? Mình nghỉ không làm việc nữa mới có nghỉ cái thân thôi. Bây giờ lên giường ngủ đừng suy nghĩ, nghỉ ngơi đàng hoàng. Cho nên giấc ngủ mình tuy ít nhưng mà sâu và khỏe. Cho nên người tu ngủ rất ít, nhưng mà tại sao người ta tỉnh hơn mình, trí người ta sáng hơn mình. Còn mình ngủ quá trời quá đất mà học nhiều quên hết.
Tại vì mình nghĩ là ngủ nhiều mới tốt, nhưng mà thật sự ra ngủ đủ thôi, mà thiếu thiếu một chút cũng tốt. Tại vì ngủ nhiều mất dấu. Biết ngủ nhiều mất dấu không? Ngờ u ngu hỏi ngủ, mất dấu hỏi còn gì. Đó tự nói à nha. Em không có nói à. Ta kêu là ngủ nghỉ. Và cái tông Pháp Hoa đó lấy hai câu này làm tông chỉ để tu. Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Thế nào gọi là thị pháp trụ pháp vị? Nếu mà mình biết rõ được cái bản chất của tất cả các pháp, nó không có cái tự tánh. Ví dụ cái đồng hồ nó cứ nhảy từng giây, giây này nó nhảy, nó không có ở yên chỗ. Cũng giống như ngọn đèn, giây này nó khác với giây khác. Nhiều khi mình thấy nó y nguyên, nhưng mà thật sự quý vị nhìn cái ngọn đèn cày, nó phải có sự biến đổi, cho nên nó mới đến cái giây phút hết sáp tắt đèn, có phải không? Ngày thứ sáu Pháp Hòa, quý Phật tử còn ở Canada, rồi sau 15 tiếng bay chờ đợi vân vân qua tới Hàn, rồi xuống tới phi trường đứng xếp hàng chờ để mà vô trình hộ chiếu để nhập cảnh, lấy hành lý, rồi gặp Phật tử ào ào cái chút cái nó hết, rồi chụp hình tặng bông tặng hoa, rồi lên xe. Nó biến chuyển vậy, cái về tới chùa đây 2 giờ sáng. Hồi sáng này thầy viện chủ có nói một câu mà Hòa tức cười đó. Ngài mới nói là Đức Quan Âm Bồ Tát không bao giờ mà Ngài ngưng nghỉ làm việc. Chúng ta gọi Ngài lúc nào là Ngài có mặt. Ngài không có off phone. Mình mệt mệt còn off phone tắt, chạc đi đi ngủ. Hay là mình nhìn số phone ai mình không ưa, mình tắt một cái, không thèm trả lời, có phải không? Còn Đức Quan Âm á, kêu giờ nào Ngài có giờ đó. Mà thật sự là đúng như vậy. Cái đoàn đi ngày hôm trên dưới đâu chừng 30 người à, mà gần 60 cái vali. Chiếc xe bus chở không hết. Cuối cùng dư lại gần 30 cái hành lý. Phải mướn một chiếc xe truck chở riêng từ ở phi trường về tới đây. Về tới đây mà xuống tới chân núi làm sao khiêng lên? Toàn là mấy cụ không ăn. Nhưng mà Đức Quan Âm thị hiện màu nhiệm. Đức Quan Âm thị hiện qua hình tướng của hai nam cư sĩ, có 2 chiếc xe chất vali hành lý lên, chở đâu chừng vài chuyến cái đủ hết vali. Vậy thì chúng ta đừng có lầm Đức Quan Âm phải ở hình tướng người nữ bắt ấn về nghe. Đức Quan Âm có thể thị hiện bằng bất cứ tướng gì. Rõ ràng trong phẩm pháp môn xác định phải không? Nơi nào cần Quan Âm thị hiện hình nam thì Quan Âm sẽ hiện đồng nam mà vì đó nói pháp. Nơi nào thị hiện đồng nữ thì Quan Âm sẽ thị hiện người nữ để vì đó nói pháp. Như vậy Quan Âm thị hiện chưa? Rồi. Nếu mà chúng ta thấy được các cái pháp nó không có tự tánh, có nghĩa là đừng có nghĩ rằng Quan Âm là nữ. Quan Âm có thể biến hiện bằng bất cứ hình tướng gì. Và cái chủng tử Phật của chúng ta, nó ở trong chúng ta,
tất cả đều do duyên mà nó sinh trưởng. Có những người ngày xưa không biết Phật, rồi mình cứ xác định anh này là không bao giờ tu. Mình xác định như vậy là chưa đúng. Tại vì tự tánh hung dữ đó nó đâu có thiệt đâu. Chẳng qua là nó tạm ngủ vì nó chưa đủ duyên để nó khai sáng. Cũng giống như quý vị có cái điện thoại cầm tay, đi đến cái nơi nào mà nó không có cái signal của wifi, internet thì bấm nó có vô không? Nó không có vô. Rồi không lẽ mình nói cái điện thoại này hư? Nhưng mà khi đủ duyên thì nó nhảy vô có wifi, đúng không? Như vậy thì tự tánh của các pháp, tất cả các pháp nó không có cái tự tánh mà mình đặt cho nó một cái cố định đó. Một con người xấu họ cũng có thể trở thành những người tốt nếu duyên đủ. Có nhiều khi có những người, người ta gặp bao nhiêu người nhưng mà người ta không ngộ. Tự nhiên lần cuối đó họ nghe một cái bài pháp, một câu đơn giản mà ngộ. Có một chú Phật tử, chú bệnh hoài cho nên chú buồn lắm. Chú chán trường, chú buồn bã cho cái bệnh của chú. Thế thì một hôm Pháp Hòa đi giảng về thì chú tình nguyện đi ra phi trường đón Pháp Hòa. Thì khi mà chú ra phi trường đón thì lên xe rồi thì hai chú cháu ngồi nói chuyện. Pháp hỏi thăm chú lúc này chú làm sao. Chú mới nói con cũng vậy thầy ơi, nó không bớt. Thì Pháp Hòa mới nói thôi, tuổi này mà bệnh vậy nó không xấu hơn là mừng rồi. Tức là thay vì nó tệ hơn, mà ở cái tuổi của chú 50-60 mà bệnh tình mà không tệ mà nó ở vậy là mừng không? Mừng. Pháp Hòa vô tình nói một câu vậy thôi. Chú về chú khoe với vợ. Chú nói trời ơi, hôm nay á, đi xe với thầy, thầy nói một câu mà anh về anh khỏe ghê lắm. Tại vì lâu nay mình cứ nghĩ đến cái bệnh, rồi mình nghĩ rằng cái bệnh này là nó xấu, nó tệ. Nhưng mà không ngờ. Cho nên cái người mà người ta đủ một cái duyên, người ta nghe câu bình thường, một cái câu bình thường, tự nhiên người ta cũng có thể khai sáng và ta tỉnh táo, ta vui vẻ. Cho nên thưa đại chúng, hồi sáng này Thầy viện chủ có nói rằng tất cả đều là cái duyên. Cho nên cái chủng tử Phật do duyên mà sanh khởi. Tại vì nó có thể thay đổi. Chẳng hạn như là quý vị thấy trời ơi ui, mình nói là sẽ mưa. Nhưng mà có thể là có mưa và cũng có thể không mưa. Mà bây giờ nếu có mưa, không lẽ mưa hoài, nó cũng sẽ dừng. Mà mình luôn luôn mình có cách để mình mưa, thì mình cũng có cái cách để mình tránh mưa. Thí dụ như mình cầm dù hay mình làm gì đó. Ở đây quý vị có biết hò vô ta không? Vô ta biết không? Cái bài dân ca đó. Thí dụ như là bây giờ quý vị Pháp Hòa hò một câu rồi quý vị vô ta thử coi nó vô không? Thí dụ Pháp Hòa hò là trời mưa thì mặt trời mưa, nhưng mà mưa quá thì ta đi dù. Nhưng mà nếu trời mưa thì mặt trời mưa, nhưng mà mưa quá thì ta ở nhà. Cái câu mà Pháp Hòa muốn nói đó là thị pháp trụ pháp vị, biết tất cả các pháp nó như vậy, rồi mình an trụ trong cái pháp nó như vậy, rồi mình biết cái tướng gì
thế gian tướng thực. Cái tướng thật của thế gian á, nó thường trụ là trụ cái gì? Trụ ở cái chỗ thay đổi đó đó. Cũng giống như ta nói á, vô thường. Thì cái gì là thường? Vô thường là thường. Thí dụ mình đặt câu hỏi, mình nói tất cả các pháp là vô thường. Đây, đây là mọi sự này là vô thường. Hoa, nhà, thân xác gì, cái gì cũng vô thường. Vậy cái gì là thường? Vô thường là thường. Cái vô thường nó là thường xảy ra. Không có vô thường sao có mình ngày hôm nay, phải không? Nếu không có vô thường thì làm sao đến ngày 1 tây tháng 4 rồi quý thầy, quý Phật tử từ các nơi bay về đây. Rồi cũng vô thường, cho nên sáng nay mình gặp, và do vô thường còn mấy tiếng nữa mình đi về. Rồi do vô thường hết ngày hôm nay, rồi cái ngày mai mình được gặp nhau nữa. Rồi cũng do vô thường hết ngày hôm nay thì thầy đi chỗ khác. Rồi thì nhờ vô thường cho nên chỗ khác mới được có cơ hội tiếp tục sinh hoạt những ngày nữa. Rồi nhờ có vô thường cho nên những ngày khổ của mình đã qua, bây giờ tới cái hồi mình an vui hạnh phúc. Cho nên vô thường thực chất nó cũng không là hẳn là khổ. Mình cứ nghĩ cái một chiều vô thường là khổ, nhưng mà không phải. Vô thường không có khổ, mình không chấp nhận vô thường mới khổ. Còn vô thường là một sự thật, mà nếu mình nghĩ ra cái điều tích cực, thí dụ như một hạt lúa trồng mà không có vô thường làm sao hạt lúa nó nảy mầm, nó ra gạo, phải không? Rồi một cái bông, một cái hạt không có vô thường làm sao nó có thể lớn lên thành cây hoa được. Cho nên thường trong vô thường là vậy. Mọi việc ở trong vô thường nhưng mà nó rất thường. Nó thường là thường như vậy, và tâm của chúng ta cũng thường thấy như vậy. Tâm của chúng ta thấy như vậy là chúng ta nếm được cái pháp vị. Cái pháp mà Phật chỉ với chúng ta là pháp gì? Cái pháp thấy được lẽ thật để chúng ta sống bình an. Cái lẽ thật của các pháp là không có cố định, không có cái nào. Bây giờ quý vị nhìn một cái hoa, quý vị nói cái hoa này là hoa cẩm chướng, mà mình gọi nó là hoa cẩm chướng. Nhưng mà tự nó có gọi nó là cẩm chướng không? Không, tự mình đặt mà. Nó không hề xưng nó là tên gì hết, nhưng mà tự mình đặt nó là cẩm chướng. Nhưng mà nếu như mình tách nó một, cái này không còn gọi là cái hoa nữa mà gọi là cánh hoa. Rồi bây giờ tách từng cánh ra hết thì cái không có cái gì gọi cẩm chướng hết. Như vậy cẩm chướng do nhiều cái không phải là cẩm chướng nó ráp vô đây để gọi là cẩm chướng. Thấy được cái đó không? Mà thấy được như vậy thì chúng ta thấy được cái không tự tánh của nó. Nó không có cái cố định là hoa gì hết. Cái xác định của nó là vậy. Cho nên á, một người Phật tử, một người Phật tử chúng ta, như hồi sáng thầy viện chủ dạy là mình phải sống tích cực, đừng có nghĩ đến tiêu cực nhiều quá, nó làm cho tâm ý mình khổ đau. Cái gì cũng do mình suy nghĩ hết á. Thí dụ như là cái khổ, thì mình nghĩ khổ, cái từ mình nghĩ khác, mình nghĩ đây là cơ hội để thử thách cái sức chịu đựng của mình. Có nhiều khi quý thầy ngồi nó nóng ghê gớm lắm, bởi vì hai ba lớp áo, lớp ở trong một bộ đồ, rồi ngoài cái hậu, hồi sáng này mặc cái áo nâu này, rồi thêm cái hậu đàn, rồi thêm cái y nữa, mà ngồi dưới cái ánh đèn này nữa, thí dụ vậy đó. Rồi mình nóng nực, mình khó chịu đi. Mà nếu mà giây phút đó mình quán, mình nói cái nóng này so với cái nóng ở những cái xứ nóng hơn như là sa mạc, hay là thậm chí cái nóng của địa ngục này không ăn thua. Rồi cái khổ của mình nói mình khổ, nhưng mình nghĩ rằng có những người ta còn khổ hơn mình nữa, cái tự nhiên mình nhẹ ra. Đó,
Bây giờ muốn thấy được tất cả cái tướng thế gian thường trụ như thế thì mình phải nhập cho được cái gì? Mình cho thấy cho được là mình phải ngộ cho được rằng tất cả đều không có tự tánh. Nó chẳng qua là do duyên mà nó có mặt thôi. Đủ duyên thì mình có mặt. Ví dụ bây giờ mình đã chuẩn bị hết mà tự nhiên bây giờ có một biến cố xảy ra, hãng bay không tiếp tục được, thì mình cũng không làm gì hơn được. Có những cái mà mình nó không nằm, mình không có làm gì được hết, phải chịu thôi. Có nhiều người người ta than, chẳng hạn như năm nay năm Thân nè. Năm Thân là năm khỉ phải không? Mà người ta sợ tuổi con khỉ lắm. Tại vì ta nói tuổi Thân con khỉ ở lùm đó. Rồi có nhiều người ta than, ta nói người ta tuổi Ngọ tuổi Mùi, riêng em luống những ngậm ngùi tuổi Thân. Cho nên ai, nghĩa là tuổi gì không biết nữa mà hãy buồn buồn, thấy tuổi Thân quá. Mà không có chịu tuổi khác. Mà hễ mà tuổi Thân rồi thì thế nào cũng lấn qua tuổi Tỵ. Dần Thân Tỵ. Không, Tỵ là tuổi gì? Không phải, tuổi Ganh. Tuổi Thân tôi không có mà sao người kia có? Có nhiều khi ngồi ăn hai chén cơm mà ngó sao người kia tới ba cục tàu hũ, tôi có hai à. Vừa tuổi Thân cái là qua tuổi Tỵ liền. Cho nên á, ở trong văn hóa cũng như kinh sách hay nhắc về con khỉ. Thưa đại chúng, con khỉ nó có nhiều cái điểm. Như là Đức Phật hay nói con khỉ, cái tâm của mình giống như con khỉ vậy đó. Nó nhảy hết cành này, nó sang cành khác. Cũng giống như nãy giờ chúng ta ngồi đây, chứ nhiều khi cái tâm khỉ của mình nó cũng chạy rồi. Nói trời ơi, sắp 3 giờ mà sao thấy không hết. Lát tôi trễ xe. Tôi hẹn này hẹn kia, thí dụ vậy đó. Gọi là Đức Phật gọi là tâm viên ý mã. Tức là cái tâm mình như con ngựa ý, xin lỗi, tâm mình như con khỉ, con vượn. Cái ý mình như con ngựa, gọi là tâm viên ý mã. Nhưng mà ở trong kinh, Đức Phật cũng có nói đến cái cách sống của con khỉ. Rồi Phật dạy chúng ta sống cái hạnh của như giống như con khỉ. Ví dụ Phật nói như thế này. Con khỉ á, nó thường hay tìm những cái cây to, có cái nhánh rất nhiều, vững chắc, xanh tốt, xum xuê để làm chỗ ở. Người đệ tử Phật cũng phải tìm những bậc phạm hạnh, có đức hạnh để nương tựa. Quý vị nghe kịp không? Con khỉ thường đi tìm những cây to, bóng mát để trú ở. Thì tất cả chúng ta trong sự tu hành, trong đời sống của mình, chúng ta cũng phải cần nương tựa những bậc có đạo đức, có thiện lành. Ví dụ như mình chơi với bạn, mà nhiều khi những người bạn đó cũng là những người mà mình nương tựa vững chắc. Tại vì mỗi khi mình buồn, mình tới mình tâm sự, người đó có thể giúp mình giải bày được. Hoặc là người đó không giải quyết được, nhưng mà ít nhất cũng chịu khó ngồi lắng nghe mình. Cho nên ở trong Quy Sơn Cảnh Sách đó, Tổ Quy Sơn có một câu: khởi bất kiến, ỷ tùng thiên cát, thượng tủng thiên tầm, phụ thác thắng nhân, anh há chẳng thấy. Cái dây sắn nó leo theo cái cây tùng, có khi lên tới cả ngàn trượng. Nếu như mình biết nương vào những cái thắng duyên như vậy, thì mình sẽ có những cái hiểu biết, những cái đời sống an vui, rộng rãi, tốt lắm. Gọi là phương năng quảng ích. Khởi bất kiến, ỷ tùng thiên cát, thượng tủng thiên tầm,
phụ thác thắng nhân, phương năng quảng ích. Mình hãy nên nương vào cái thắng duyên đó thì nó sẽ có ích lắm, mà ích lợi lớn lắm. Pháp Hòa ví dụ như á, mình được sống ở nước ngoài như nước Mỹ, nước Canada hay thậm chí ở Hàn Quốc này, tuy thỉnh thoảng chúng ta cũng có nhiều cái mặt khổ, nhưng mà cái cơ hội mà để chúng ta sống tốt, kiếm có thể có tiền giúp đỡ người thân của mình ở đây nhiều hơn ở quê nhà, thì thôi chịu cực một chút, chịu khó một chút mà mình được những cái lợi ích khác. Có nhiều khi mình gần một vị thầy, thầy hơi khó tánh, nhưng mà ở nơi thầy, thầy có chỉ giáo cho mình được nhiều điều lợi tốt, mình phải nương vào đó mình sống. Cho nên Phật có dạy, ở nơi nào mà có ăn mà không có tu, không nên ở. Ở nơi nào mà có tu mà thiếu ăn, ráng ở. Ở nơi nào có ăn, có tu, bám mà lấy, ở. Ở nơi nào không tu, cũng không ăn, đi lẹ. Và mình thấy rằng, thí dụ ở chùa Tam Quan này, đến đây mà chẳng những có tu, mà còn gì nữa, còn có ăn nữa. Ổng ở uổng quá, phải không? Cho nên đó, mình gần những cái bậc. Bây giờ mình nói về cái chỗ đó là cái phương tiện để mình sống. Còn về ở cái mặt những bậc thầy đạo đức thì Đức Phật có quy định nè. Những bậc mô phạm là gì? Những vị đó có giới đức. Có giới đức tức là những vị đó giữ giới thanh tịnh. Có tàm quý. Có tàm quý là sao? Biết hổ thẹn. Người sống mà không có hổ thẹn là một cái dở. Ví dụ như mình lỡ lời thì mình phải biết hổ thẹn, phục thiện bằng hai cách. Một là mình xin lỗi. Hai là mình tự tâm mình sám hối, mình tự cải. Có nhiều khi mình tự ái, mình không dám xin lỗi, không biết làm sao xin lỗi, ngại quá, mắc cỡ quá. Thì mình có thể thực hiện cái cách thứ hai là tự mình thay đổi để người ta thấy được mình có tâm xin lỗi qua hành động. Đức Phật có dạy chúng ta một cái tinh thần trong giới luật, đó là tinh thần tương sám. Tương sám là sao? Là chúng ta phải nương vào nhau mà sám hối với nhau. Sám hối với nhau là có nghĩa là nói theo đời là xin lỗi nhau. Có một cái gia đình đó ngồi ăn cơm, thì cô vợ lỡ tay mở cái tủ để lấy chén, vô tình rớt chén bể. Thì cô vợ mới nói: "Ô, con xin lỗi, con sơ ý quá, mở tủ mà không có coi, làm bể chén." Ông chồng ngồi vô ghế chuẩn bị ăn cơm rồi, ông chồng mới nói: "Em có lỗi gì đâu, lỗi tại anh đóng cái tủ cao quá, làm em với không tới, em đụng chén bể." Bà má mới nói: "Ồ, hai con đừng nói vậy, lỗi của má. Hồi nãy má cất cái chén mà không cẩn thận đẩy vô trong, để méo quá làm con dâu làm rớt bể chén." Đứa con nhỏ nó đứng ra nó nói: "Trời ơi, thôi cả nhà xin lỗi với nhau hết rồi, bây giờ mời lên ăn cơm." Quý vị thấy câu chuyện đó không? Nhưng mà thường thường mình ít khi nào mình nói vậy. Mình vô ăn cơm rồi mà bà vợ lỡ rớt cái chén cái, làm gì vậy? Không thấy đường hả? Tới giờ ăn rồi mà còn làm mất thi giờ nữa à? Bà sùng lên nha. Hồi nãy bà cũng định xin lỗi mà bà chưa kịp cái mình sáng ba câu. Bà nói: "Ông tưởng tôi rảnh lắm hả? Tôi nấu ăn mệt mỏi. Rồi tôi rồi cái còn cái bà già này nữa, để chén không cẩn thận làm tôi rớt thôi không?"
Rồi cái bà già bà tức cái mình của bà nói thôi con lại ba lại mẹ cho con xin. Bà nói chổng vậy đó. Bà nói vậy đó. Còn mà cuộc đời là nó là như vậy. Rồi cái đứa nhỏ kia nó nghe ba mắng mẹ, mẹ mắng lại ba, phải không? Rồi bà nội ra sám hối, bà sám hối kiểu đó vậy. Thôi ba má cho con xin, lỗi con. Thì thằng nhỏ này nó nghe nó bực bội quá, thôi mệt quá, tới chưa tới giờ ăn mà ăn một trận này rồi, giác áo ra tiệm. Chỉ một lời xin lỗi thôi mà nó sẽ giải quyết được hết vấn đề. Nhưng mà không có một lời đó thì mọi vấn đề nó sẽ đổ vỡ. Mà thường thường á, xin lỗi có hai chữ thôi, nhưng mà nếu mà là nó giải quyết hết, không hai chữ đó, không thấy đường hả, nó tới bốn chữ lần, năm chữ lần, rồi cái người kia gia tăng ra, ông tưởng tôi rảnh lắm hả, gia tăng ra. À. Rồi hoặc là ông chồng nói mệt à, đi làm về mệt còn gặp ba nữa, hất mâm cơm xuống cũng có. Cho nên thưa đại chúng, cái thấy chúng ta của người tu là thấy cái gì? Thấy cái nhân khổ. Thấy cái nhân khổ. Để chúng ta thấy được cái nhân, thấy được cái quả, thì chúng ta tắt liền ngay cái nhân. Cho nên có nhiều khi ta nói đạo Phật là đạo cứu khổ. Nó có hai phương diện. Trước hết là Phật chỉ cái khổ nhân, khổ quả để chúng ta đừng tạo, thì cứu khổ mình ngay đó đó. Giống như mình nghe câu chuyện này rồi mình thấy à, rõ ràng chỉ cần câu xin lỗi cái nó giải quyết xong. Rồi lỡ hồi nào giờ mình sống kiểu kia, giờ cứu khổ trở lại, lỡ mai mốt chuyện gì xảy ra, thí dụ mình đi đường mở cửa ra đụng cái người kia, xin lỗi. Nhưng mà nếu mình quên cái đó, mình thiếu chánh niệm ở chỗ đó, đuôi hả? Thấy tôi đi ra không? Hoặc là mình đang bưng tay vậy, cái mình mắng, trời trời nhưng thấy đường nhé, ta bưng nặng vậy mà còn đứng cản đường, thí dụ vân vân. Trong cuộc sống thì nó nhiều thứ lắm, do chúng ta thiếu chánh niệm. Cho nên hồi nãy mình ngồi mình thở là mình chánh niệm hơi thở, thở rằng tôi còn đang sống đây, thở rằng tôi đang ở cái giây phút hiện tại đây, chứ không có giây phút nào khác. Tại vì tích tắc sẽ qua. Hồi nãy mình nói 2 giờ, bây giờ nhìn đồng hồ 3 giờ. Đó, quý vị thấy từng phút nó đi qua. Cho nên mình nói là 12 ngày ở hàng, một cái vèo 12 ngày nó xong. Rồi sau cái chuyến này về được có mấy ngày, về tới Canada Pháp Hòa có 2 ngày tu học, sau đó là đi Mỹ 1 tuần. Nó liên tục. Mà nếu mà mình suy nghĩ trời ơi còn chương trình dài dài, cái tự nó phát mệt. Thôi giờ làm sao, 12 ngày này cứ biết 12 ngày này thôi. Cho nên á, con khỉ á, nó biết nương vào cái cây to có cành lá xum xuê xanh tốt để nó trú. Người Phật tử cũng nương vào những bậc đức độ để chúng ta nương nhờ. Có nhiều khi á, cái người đức độ ta sống, ta luôn luôn dạy mình có cái lòng vị tha bao dung. Ví dụ như là con mình mà nó đi chơi với bạn về nó bị đánh, nó thấy con mình bầm mặt là mình nóng mô nóng. Ai đánh mày? Nói dạ A thằng B, vậy sao mày ngu quá mày để cho tao đánh? Mày không đánh lên nó mà không có hỏi nguyên do gì sao hết á. Mình phải mắng con mình trước là tại sao nó lại thua cơ người ta, bị bấm đánh tới bầm mắt. Nhưng mà biết đâu nó đánh ta lỗ đầu rồi, mình không hay. Rồi cái người đó có tàm quý, có nhiều pháp lành. Đó, nhiều pháp lành là như cái vụ mình thấy, tại sao người ta đánh con có làm gì sai mà người ta đánh,
chứ mình đâu có nói tại sao mình không đánh lại người ta. Rồi thí dụ nó nói má má, hồi nãy con đi đường á má, con lượm được 50 đồng, hỏi đâu rồi? Rồi nói dạ con trả lên ta. Trời đất sao mày ngu dữ vậy? Hoặc là mình đi đường mình thấy có ai làm rớt vàng vòng chi đó, mình nói con giả bộ chạy lên đứng yên đạp lên con, đợi vắng vắng người lụm lên đưa má con. Cái đó là mình không phải pháp lành. Mình cũng có phương pháp, nhưng mà phương pháp này là trong Bồ Tát giới gọi là gì biết không? Cái đó Bồ Tát giới gọi là mình là người có nhân tham. Gặp chiếc cà rá người ta rớt là duyên tham. Chỉ một con chạy tới đạp lên con, cách thức tham. Nhân tham, duyên tham, cách thức tham, cho nên thành nghiệp tham. Hiểu ý không? Mình có cái tham, cái duyên mình có sẵn, cái nhân có sẵn rồi, cho nên gặp của ai rớt là nó tạo, nó khởi cái duyên liền, gọi là duyên tham. Rồi nghĩ cái cách, thay vì nó con lại lượm trả cho cái chú đó mới rớt con, không có đâu. Con chạy là đạp lên đó, đứng yên đó con, đừng đi đâu, nghe giả bộ ngó trời ngó đất chờ chờ dắn người đưa má con. Đó là cách thức tham. Nhân tham, duyên tham, cách thức tham, mà khi đầy đủ ba yếu tố này thì thành ra cái hành động của tham gọi là nghiệp tham. Trong Bồ Tát giới nói rõ như vậy. Cho nên á, người phải có pháp lành vững chắc. Tàn lá xum xuê là người giữ các gìn các pháp. Giữ gìn pháp là sao? Mình phải biết đem cái giáo pháp này giữ gìn và soi sáng một cách chân thật. Thí dụ như Phật tử mình đang tụng kinh ngon lành vậy đó, người ta hỏi lúc này tụng kinh gì, nói dạ em nghe quý thầy giảng kinh Pháp Hoa hay quá em tụng kinh Pháp Hoa. Nói trời đất, tại sao tụng kinh Pháp Hoa? Kinh Pháp Hoa là kinh đại thừa biết không, còn nhỏ tuổi đừng tụng. Hỏi tuổi nào mới đủ tuổi, nhỏ không tụng mà tới đợi mất mờ quá, nói già rồi thôi mờ đừng tụng. Rồi ví dụ như người ta còn trẻ không cho tụng, cái người ta tới hồi người ta có vợ có chồng nó không được, còn vợ còn chồng không được tụng. Vậy suốt đời người này không có cơ hội tụng. Cho nên không có cái chuyện là kinh Pháp Hoa chỉ dành cho số tuổi nào, mà cũng không có cái chuyện là kinh Pháp Hoa tụng bị tham, tụng bị sân, tụng bị nóng tánh, tụng bị cái này, tụng bị cái kia. Mới đây có người hỏi Pháp Hoa, viết thơ về chùa hỏi. Người ta nói á, chú đại bi là đại bi nghĩa là từ bi lớn. Mình tụng chú đại bi mà tâm chưa đại bi thì ma quỷ sẽ tới. Trời đất ơi. Rồi Phật tử hỏi tụng chú đại bi, Pháp Hòa nói tụng chú đại bi đi, mà bây giờ không chú đại bi mà có thím đại bi cũng tốt. Chú thím gì cũng được hết, miễn là đại bi là được. Không có chuyện đó. Cho nên mình nhiều khi mình giữ gìn pháp là mình không biết là mình truyền kiểu vậy đó. Ví dụ như ba cái màu áo mà chúng ta mặc, màu lam nè, màu nâu nè, rồi màu gì nữa? Màu gì trong đạo mình hay mặc? Màu vàng. Cư sĩ Phật tử thì màu nâu, màu lam, quý thầy thì màu vàng. Ở ngoài đời người ta có phim dưới hai màu áo. Bây giờ mình nhà chùa mình dưới ba màu áo. Màu nào cũng là tượng trưng cho đất hết. Màu lam, màu nâu, màu vàng đều là tượng trưng cho đất. Tại vì đất vững chắc, sâu rộng, tượng trưng cho nhẫn nhục. Cho nên cái người tu của chúng ta phải có nhẫn nhục, nhịn nhường. Mà cái người mà có nhẫn nhục á, cái đức lớn mình nương tựa được. Vậy bây giờ Phật dạy mình cái hạnh đầu tiên của con khỉ là vậy.
Bây giờ cái hạnh thứ hai nè, là con khỉ lúc về chiều tối, tức là hoàng hôn xuống, thì con khỉ nghỉ qua đêm ở chỗ yên tịnh. Con khỉ mà ban đêm là nó kiếm hang, kiếm chỗ nó ở. Một người tu của chúng ta phải thường ở những chỗ vắng lặng, yên tĩnh. Ví dụ như là ở nhà mình, có thể 2-3 tháng mình mới tổ chức tiệc tùng một lần. Chứ mà thường cái gia đình mình là thường là gì? Yên tĩnh. Chứ còn nếu mà nhà mình mà ngày nào cũng tiệc tùng hết, mình chịu gì nói, ồn lắm. Cho nên lâu lâu mới có tiệc, thường là yên tĩnh. Thì ở trong chùa mà bữa nào mình vô nói, ủa sao bữa nay chùa yên quá vậy, ủa chùa không yên chứ không lẽ chùa ồn phải không? Mà hôm nào mà chùa mà có ồn ồn, nói sao chùa ồn quá vậy, không biết mình muốn gì. Bữa nào mà chùa yên vắng, lẽ ra mình vô mình nói trời bữa nay chùa yên vắng thích quá, mà vô nói sao bữa nay chùa yên tĩnh quá vậy, không có chuyện gì hết hả? Mà nếu có chuyện gì, nói chùa gì mà tối ngày có chuyện, không biết mình muốn cái gì. Cho nên nó thưa đại chúng, cái trụ xứ vắng lặng của mình là gì? Ngoài cái chỗ ở, nó còn có cái nghĩa là chúng ta luôn luôn biết trở về sự vắng lặng của tâm hồn. Không có cái hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn. Ví dụ ha, hôm nào mình có nhiều lo coi, lo lắng trong lòng, không biết đói, đúng không? Mà thậm chí không buồn ngủ, mà hồn mình đó, không biết nó đi đâu. Nhưng mà cái chuyện đó mà ai báo cho em biết đã được giải quyết, trời ơi, người mình sao nhẹ ra. Lúc đó sao tự nhiên cái bụng nó kêu quá. Lúc đó biết đói. Mà lỡ ai đem mình ngồi vô ghế mà bắt mình ăn, mình nhai vậy thôi chứ mình không có biết vị. Mà khi lòng mình vui, không có gì lo, ăn biết ngon. Đó, ví dụ như vậy để thấy cái gì gọi là sự nhẹ nhõm của tâm hồn, an tịnh của tâm hồn. Cho nên đó, ở con khỉ mình học được hai hạnh. Một là con khỉ biết tìm những cái cây to bóng mát để trú ở. Nghĩa là chúng ta phải nương vào những bậc người xuất gia cũng được, bạn hữu của mình cũng được, những người biết tàm quý, có tu tập, biết giữ gìn pháp, biết nuôi pháp lành, biết ngôn ngữ từ ái. Người có sử dụng ngôn ngữ từ ái, tự mình tinh tấn và dìu dắt mọi người tinh tấn. Ở đây có ai tụng kinh Địa Tạng không? Nhớ kinh Địa Tạng á, ở trong hay kinh hay nói á, nếu có một cái người nào làm lành mà còn khuyến những người khác làm lành, phước đức lớn lắm. Cho nên thí dụ như trường hợp mình có làm lành, mình có làm lành rồi mình thấy người khác làm lành, mình phải vui vì có người tùng theo cái lành đó của mình làm. Thứ hai là con khỉ biết trú ở những chỗ yên tĩnh lúc chiều về. Con người ta cũng thế, bận rộn cả ngày cũng phải dành cho mình ít nhất 15 phút mỗi ngày để trở về sự vắng lặng của tâm hồn. Thưa đại chúng, quý vị ráng tập làm sao mỗi ngày có 15 phút cũng được. Tụng một thời kinh, niệm Phật, ngồi thiền hay trì chú, nói chung làm gì cũng được, ít nhất 15 phút. Đây là Pháp Hòa nói là tệ lắm rồi đó. Còn trả giá 2 phút được không, 3 phút được. Trời đất ơi, nghĩa là hoành tráng nguyên ngày mà có 15 phút sủi lơ mà không chịu nữa. Thưa, 15 phút đó mà giữ điều như vậy, rồi khuyên bạn hữu cùng làm như vậy với mình. Quý vị tập đi, 15 phút tới 20 phút mà đều đặn, quý vị sẽ thấy một kết quả rất lớn.
hay lắm. Cái 20 phút đó mình vắng lặng đó, nghĩa là mình hiểu, mình trở về và mình thấy được. Có nhiều khi 20 phút ngồi tĩnh lặng mà mình thấy được lỗi của mình suốt cả ngày hôm nay. 24 giờ trừ 8 tiếng ngủ là còn nhiêu? Còn mười mấy? 16 tiếng, mà 16 tiếng đó biết mình tạo bao nhiêu cái lỗi do ăn, nói, ngôn ngữ không từ ái, ý nghĩ không lành mạnh, hành động không dễ thương. Lời nói, hành động, suy nghĩ có thể tạo nghiệp xấu trong 16 giờ đó. Mà chỉ cần 20 phút yên tĩnh, chúng ta sẽ thấy cái lỗi của 16 tiếng đó. Hoặc là mình thấy được trong 16 tiếng đó mình dở hết 3 hay 6, còn 10, biết mình tu khá khá. Mà Đức Phật nói rất hay câu như thế này: như một người đến một cái hồ nước, nhìn cái mặt mình trong nước, thấy mặt mình không có lọ, không có dính lem, người đó sẽ tự nói: được, mặt tôi rất sạch. Nhưng mà nếu người nào đến ở một cái ao nước trong bình lặng, thấy mặt mình dơ, liền thấy được vết dơ và rửa, người đó có cơ hội sửa sai. Cho nên Đức Phật dạy rất hay ở những bài kinh rất đơn giản như vậy. Và hôm nay Pháp Hòa thăm đại chúng, và Pháp Hòa thưa với đại chúng hai cái hạnh của con khỉ. Lâu nay quý vị thấy Đức Phật nói con khỉ là tượng trưng cho tâm phóng túng nè, rồi con khỉ là nó hay nó hòa hợp, mà con khỉ nào mà nó tách đoàn nó ra là nó sẽ bị khổ lụy nè. Mà bây giờ có một bài kinh Phật nói ở con khỉ nó cũng có những cái hạnh hay đó mình học. Đức Phật hay lắm. Mai mốt có qua nói cho đại chúng nghe nhiều con. Con lừa, con gà, con sóc, con gì Phật cũng nói được hết trơn. Cho nên Phật mình mới ta ngợi Phật là bậc nhất thiết trí. Nhất thiết trí là trí biết tất cả. Thôi thì chiều hôm nay được thăm đại chúng buổi sinh hoạt đầu tiên này, Pháp Hòa rất vui được gặp tất cả quý vị xa gần, để chúng ta cùng có những ngày sinh hoạt đầm ấm trong tình đạo pháp như thế này. Xin cầu nguyện cho đại chúng luôn luôn thân tâm được an lạc, tinh tấn tu học và có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành tựu những cái sở nguyện của mình. Và thưa đại chúng, chúng ta sống có hai phần thôi. Một là phước, hai là nghiệp. Hễ nghiệp hết thì phước tới, mà phước hết thì nghiệp tới. Vậy thì chúng ta hãy thấy rằng chúng ta đang có phước, rất nhiều phước. Trước hết là phước được làm người, kế đến là phước được gặp pháp lành, kế đến là được ở một cái quốc độ mà thoải mái đời sống để chúng ta tu tập. Mà không trân trọng những, không biết quý phước đó rồi tu tập tiếp nữa mà chúng ta bị tổn phước thì uổng lắm. Cho nên chúng ta tu để chúng ta có được cái tuệ giác, có cái chánh niệm để thấy được những cái điều kiện tốt nó trội hơn những cái khổ lụy. Thì từ đó khổ lụy nhờ vậy mà lắng xuống. Nó nhờ những cái lành thiện này nó lấn, nó áp, nó bao dung, nó bao bọc và hạnh phúc lớn. Ví dụ Pháp Hòa nhiều bệnh, nhưng mà ngay tuy nhiều bệnh nhưng mình vẫn có thể còn đi đứng chút chút được, nói năng chút chút được. Thành thử ra vui với cái đó hơn là buồn ở cái bệnh. Cho quý vị thấy Hòa cười, nói thoải mái. Nhưng mà có ai biết ở trong em nhiều chúng sanh nó đang hoàng hoại. Cho nên thấy cái bệnh cũng là một chúng sanh. Thưa đại chúng, là mình ở ngoài đời á, mình hay đi bác sĩ coi coi mình thiếu gì, mình uống thuốc bổ có không. Uống thuốc bổ từ vitamin A cho đến vitamin Z, là Z á, tức là từ đầu đến đuôi đó.
Vậy mà mình quên kiểm soát tâm hồn mình thiếu chỗ nào để mình bổ cái đó. Thiếu cái đó. Uống thuốc bổ đủ thứ hết, nào là vitamin C, vitamin D, vitamin B, đủ thứ hết. Vậy mà tâm hồn mình thiếu sót nhiều mà không chịu bổ. Vậy làm sao mình sống vui được? Khỏe cái thân nhưng mà khổ cái tâm. Thôi thì bây giờ làm sao có hạnh phúc ở cái tâm hồn? Bằng cách tu tập. Chúc đại chúng an vui. Đủ duyên ngày mai chúng ta gặp lại.